Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 104 Bài toán này thầy minh họa cho phần liên quan đến amin vận dụng cao à, Bài toán này là bài toán uh, nó quen thuộc à, Quen thuộc với những năm trước rồi à, Do đó là các em phải rèn luyện để chúng ta tạo ra phản xạ tốt hơn à, Thứ nhất là bài toán này các em đọc đề lên các em thấy ngay cái ý đầu tiên Là để các em tìm ra ancol Ý thứ hai là các em tìm ra amin Đó như vậy việc đầu tiên là các em tìm ancol trước thì ăn này các em thấy là đơn trước Chứ xưng không biết là no hay đói Đúng không? Như vậy là chắc chắn phải biện luận rồi Như vậy thầy sẽ bơm hydro vào cho nó no đi hydro của thầy bơm vào là ximon, Thì ancol trở thành no Và khi no thì thầy cắt thành nước Và CH2 thì số mol nước cắt ra chính bằng số mol của ancol là 0,1 Còn CH2 chưa biết đặt là amon đi Thì khi bơm vào thì những giá trị nào bị thay đổi oxy bị thay đổi oxy của thầy là 0,55 mol bây giờ phải cộng thêm lượng x trên 2 để đốt cháy hydro bơm vào nữa CO2 của thầy sản phẩm thu được CO2 này đó thu được gì nữa nước và oxy dư thì CO2 của thầy bảo toàn nguyên tố C là A mol nước của thầy là 0,1 cộng A oxy dư của thầy bằng 0,55 cộng x trên 2 trừ đi oxy đốt cháy CH2 là 1,5A Tổng số mol hỗn hợp này của thầy là 0,8 Bây giờ cộng thêm một x mol nữa X này của thầy chính là hero bơm vào tạo ra nước <laughs> Thế để tìm ra được A và x Thì thầy phải có phương trình Vậy phương trình của thầy là 0,8 cộng x gì sẽ bằng 0,55 cộng x trên 2 trừ 1,5A cộng với A cộng 0,1 cộng A Rút gọn lại thầy có phương trình sẽ là 0,5A trừ 0,5X bằng 0,15 Đó Thế thì đến đây rồi thì chúng ta không thể giải trực tiếp được X và A Như vậy các em phải biện luận rồi Biện luận số pi đó <laughs> X giả sử là số pi đi là Số mon pi đi bơm vào đi Thì các em biện luận ở đây thì chỉ có nghiệm thỏa mãn là X bằng 0 X bằng 0 và A bằng 0,3 thì ancol của thầy nó chính là C3H7 C3H7OH với số mol của thầy ở đây là 0 0,1 có một nghiệm nữa, một số bạn mà băn khoăn còn nghiệm nữa à, Nghiệm nữa, ừ ok Nghiệm nữa thì các em sẽ có là X bằng 0.1 Và A bằng 0.4 Đó, ở đây x là cái gì x là số mol hydro bơm vào thì uh, x thì của thầy nó nó sẽ bằng k nhân với 0,1 k là số pi và cái trường hợp đầu tiên là x bằng 0 tức là k bằng 0 đấy thì các em có x bằng 0 và trường hợp thầy đang xét thứ hai là k bằng 1 tức là nó không no thì kết quả là các em tìm ra là c4 h của thầy đây là h7 oh <laughs> số mol của thầy đây là 0,1 nhưng trường hợp này của thầy thì cái oxy của thầy cần đúng vừa đủ là 0,55 luôn á Mà đề thi nó lại cho cái gì? Nó lại cho là oxy dư đó. Do đó là nó bị sai Như vậy nghiệm này loại Như vậy các em tìm ra được rượu là C3H7OH Để Sau khi tìm được rượu rồi thì ở mọi việc chẳng có gì nữa rồi Không có gì băn khoăn nữa rồi Đến đây thì các em cứ ốp mìn thầy thôi là bây giờ nó cho hỗn hợp là amin Vậy các em dồn chất thầy đi Hỗn hợp của thầy đây gọi là hỗn hợp gì? E Dồn chất cho E của thầy gồm có Thứ nhất rượu thầy cắt nước ra ngoài Đó à, Thứ hai là CH2 Amin của thầy thầy cắt là NH3 ra ngoài Bởi vì amin này là amin đơn chức Số 1 oxy của thầy biết rồi Oxy của thầy đây là 1,1625 Sản phẩm thu được CO2 Thu được nước và thu được liter thì CO2 của thầy là 0,65 0,65 Và đề thi yêu cầu là tìm công thức của amin trước đã Vậy để xử lý phần amin Thì thầy có như thế nào bây giờ Đó Thế thì không có gì khó khăn cả Việc đầu tiên thầy bảo toàn C trước Thì CH2 của thầy là 0,65 Dựa vào số liệu oxy đốt cháy CH2 và NH3 Thầy tìm được NH3 của thầy là 0,25 mol Đến đây rồi thì các em tìm được mở trung bình của amin rồi bằng 36,6. <laughs> các em lấy khối lượng của amin là 9,15 chia số mol bon amin là 0,25. Từ đó kết luận luôn hai amin cần tìm đó là CH3NH2. Cái này là 31 và C2H5NH2, cái này là 45 kế tiếp. Và các em dùng vênh Vênh C để tìm ra số mol của nó hoặc là vênh khối lượng cũng được. Thì các em có tìm ra đây là 0,15. Đây là 0,1 đề thi hỏi phần trăm khối lượng của cái amin bé hơn. Như vậy nó chính là hay lớn hơn đây. Amin phần trăm khối lượng của amin lớn hơn. Như vậy nó chính là C2H5NH2. Như vậy các em tính phần trăm thằng này ra. <laughs> Thì nó gần nhất với đáp án C. Tức là nó bằng 29,7% xấp xỉ bằng 29,7. Đáp án là C.